Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự hội nghị họp mặt đảng viên theo quy định số 23 của Ban chấp hành Trung ương tại chi bộ khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long. Chi bộ khu phố 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long hiện có 229 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ và 538 đảng viên sinh hoạt theo quy định 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm đảng viên đang công tác thường xuyên, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Bám sát chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chi bộ khu phố đã tổ chức lãnh đạo nhân dân trên địa bàn thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Các phong trào khu dân cư đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu. Công tác an sinh xã hội được triển khai chu đáo, đảm bảo các chính sách theo quy định. Đặc biệt các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa đã được triển khai hiệu quả, từ đó đã phát huy dân chủ cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Nghĩ thật, nói thật, làm đúng, làm trúng, làm nhanh. Các nội dung đã từng bước đi vào cuộc sống và tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong cộng đồng dân cư. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ cũng đã thông tin tới đảng viên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng của chi bộ trong 6 tháng năm 2024, cùng với đó là tình hình hoạt động của chi bộ và một số nội dung hướng dẫn của Tỉnh ủy, Thành ủy Hạ Long, Đảng ủy phường Hồng Hà liên quan đến thực hiện quy định số 23, quy định về trách nhiệm phát ngôn của đảng viên tại khu dân cư trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin chưa được kiểm chứng sai sự thật và triển khai kế hoạch nhận xét đảng viên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú năm 2024. Dự sinh hoạt tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả cách làm hết sức toàn diện của khu 4 nói riêng và phường Hồng Hà nói chung trong 6 tháng đầu năm. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng cùng thành phố và tỉnh triển khai các kế hoạch phát triển, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và đạt tăng trưởng. Đồng chí cũng đã thông tin khái quát tới toàn thể đảng viên dự sinh hoạt về tình hình quốc tế trong nước và trong tỉnh. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhưng 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP của tỉnh vẫn tăng 9,02%, đứng thứ tư vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 8 trong cả nước. Quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt 315.000 tỷ đồng, đứng thứ 3 miền Bắc. Tỉnh đã quan tâm giải quyết tốt hài hòa các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là phát triển văn hóa con người, bảo đảm an sinh và công bằng, tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục được đẩy mạnh với thành tích năm thứ 7 liên tiếp dẫn đầu chỉ số PCI, 6 năm xuất sắc đoạt vị trí quán quân chỉ số PANDEX và 5 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số CPAS. Kết quả này minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ đổi mới sáng tạo một cách thực chất và bền vững trong công tác cải cách hành chính là bí quyết để Quảng Ninh gia tăng niềm tin với người dân doanh nghiệp. Quảng Ninh đã thực hiện thành công mục tiêu Bộ Chính trị giao trở thành cực tăng trưởng toàn diện phía Bắc, hoàn thành mục tiêu xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng an ninh, xây dựng phòng tuyến cạnh tranh kinh tế quốc tế. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phường Hồng Hà có vị trí vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế dịch vụ du lịch của thành phố Hạ Long. Vì thế, đảng viên khu phố 4 trong đó có cán bộ đảng viên 23 tiếp tục gương mẫu chấp hành các quy định ở khu dân cư, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu quyết tâm xây dựng khu phố 4 trở thành khu phố văn hóa kiểu mẫu, đô thị văn minh. Khu phố không ma túy, không tội phạm, chi bộ khu phố điển hình tiêu biểu 4 tốt, qua đó góp phần xây dựng thành phố Hạ Long và xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.